Vâng, và nâng điểm chạy điểm thì cũng không còn là quá hy hữu trong giáo dục của chúng ta từ nhiều năm qua. Nhưng phải thừa nhận rằng những sai phạm trong gian lận thi cử ở một số địa phương trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay thực sự là nghiêm trọng và tinh vi trong lịch sử của ngành giáo dục. Nhưng mà ngoài những tiêu cực trong giáo dục thì người ta còn chạy cả hồ sơ, giấy tờ, bệnh án giả mạo với đủ chiêu trò ở nhiều lĩnh vực khác nhau cũng không kém phần tinh vi như thế. Sáng nay thì Công an thành phố Hà Nội thông báo là vừa triệt phá một đường dây chạy bệnh án tâm thần cho hàng chục đối tượng hình sự nhằm trốn tránh điều tra xử lý của cơ quan công an, trong đó có sự tiếp tay của nhân viên y tế. Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2017, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức rà soát, xác minh các trường hợp có biểu hiện nghi vấn, đã và đang thực hiện hành vi chạy bệnh án tâm thần để điều tra làm rõ. Đến tháng 6 năm 2018, Lê Thanh Tùng, sinh năm 1986, thường trú ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, là đối tượng cầm đầu ổ nhóm gây ra vụ án cố ý gây thương tích, có tính chất côn đồ, băng nhóm thanh toán lẫn nhau. Sau khi gây án thì Tùng đã xuất trình bệnh án tâm thần với kết luận bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định bệnh án tâm thần của Tùng là giả, do một bệnh viện tâm thần ở Hà Nội cung cấp với giá 85 triệu đồng. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng là cán bộ và nhân viên bệnh viện tâm thần để tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, thực tế thì từ trước tới nay đã có rất nhiều vụ việc làm giả bệnh án tâm thần. Họ chủ yếu chạy hay làm giả bệnh án để được hưởng chính sách trợ cấp từ nhà nước với mỗi tháng có thể lên tới từ vài trăm nghìn đồng cho tới 1 triệu đồng đối với từng trường hợp bị bệnh nhân. Tuy nhiên là việc làm giả bệnh án tâm thần để bao che cho tội phạm như trên là vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp và tiếp tay tạo điều kiện để kẻ phạm tội lộng hành. Với những trường hợp làm giả bệnh án tâm thần thông thường đều có sự tiếp tay của nhân viên y tế, nếu không thì sẽ không thể thực hiện được.